Hello, xin chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ thực hiện video đầu tiên trong chuỗi series thúc sai cho con bối của mình. Nghĩa là mình sẽ cho con bối của mình với con Ngân Long ăn những cái loại thức ăn rất là dinh dưỡng, từ dế tới sâu, tới cá trạch, tới thạch sùng, tới nhái và rất là nhiều loại ăn thức ăn khác trong những video tiếp theo. Mục đích là thúc sai hết cỡ cho con bối trong vòng 1 tháng, xem nó phát triển cái body của nó với kích thước của nó như thế nào. Thì trong những video sắp tới mình sẽ tập trung, mình mua và mình sẽ quay nhiều clip hơn về con bối với con Ngân của mình, xem quá trình phát triển nó trong 1 tháng mà được chăm sóc tốt sẽ như thế nào. Thì video đầu tiên ngày hôm nay thì thức ăn đầu tiên có lẽ là dế trước các bạn. Dế thì theo mình được biết, dế là một trong những cái loại thức ăn mà rất là dễ tiêu hóa và giúp cá rồng phát triển kích thước rất là nhanh. Thế nên là ngày hôm nay là mình mua được 20.000 dế là các bạn. 20.000 dế thì rất là nhiều. Đây các bạn thấy nè, để mình quay các bạn xem. Thì đây là cái đống dế của mình các bạn. Theo mình được biết thì dế càng nhỏ thì nó càng dinh dưỡng. Những con dế mà nó chưa mọc cánh như thế này nó rất là dinh dưỡng các bạn. Và tụi cá rồng nó khá là thích những con dế như thế này. Và bây giờ mình sẽ cho tụi nó ăn các bạn. Ăn no hết cỡ luôn, ăn no hết cỡ của nó. Nếu các bạn có xem clip trước của mình thì chúng ta có thể thấy một con cá bối mà sở hữu một cái body huyết thì sẽ đẹp như thế nào. Con bối trước nó sở hữu tới cái hàng vảy thứ 6 lận. Và nhìn body của nó rất là dày, đuôi của nó rất là to. Và nhìn con cá rất là lực lưỡng, rất là đẹp các bạn. Mình cực kỳ mê con cá bối ở trong cái tiệm cá rồng ngày hôm trước. Thì tất nhiên để sở hữu một cái body mà leo tới hàng vảy thứ 6 như vậy và to tới như vậy thì công chăm sóc rất là kỹ và tốn rất là nhiều thời gian. Thế nên là mình không mong là con không đòi hỏi được. Và mình chỉ mong con bối của mình leo tới cái hàng vảy thứ 5 một cách hoàn hảo nhất và đẹp nhất thôi. Đó. Thì nếu chúng ta để ý kỹ thì con bối của mình nó đang leo hàng vảy thứ 5. Và nó đang leo một cái phần đuôi các bạn. Bạn có để ý cái phần đuôi của nó không? Nó đang leo phần đuôi rất là to rồi. Và trong thời gian này mình sẽ cố gắng thúc thức ăn cho nó nhiều lên, những cái loại thức ăn dinh dưỡng để cho giúp con cá của mình nó phát triển cái body dày lên và nó leo cái hàng vảy thứ 5 một cách tốt nhất các bạn. Hiện tại cá bối và Ngân của mình đã đạt kích thước là hơn 30cm rồi. Và rõ ràng với cái kích thước này thì những con bối khác với những cái bạn nuôi khác thì nó đã leo hàng thứ 5 hoàn chỉnh rồi. Do con bối của mình nó ăn chưa cái đủ lượng thức ăn dinh dưỡng cần thiết, thế nên là nó leo hàng vảy thứ 5 hơi trễ hơn so với những con cá khác các bạn. Đó. Và chúng ta cùng đợi xem 1 tháng mình cho nó ăn tích cực thì nó có dày cái body nó lên không nha các bạn. Đó. Bây giờ thì các bạn có thể thấy là nó ăn dế rất là nhiều. Dế là một trong những cái loại thức ăn mà con bối của mình cực kỳ thích. Cực kỳ thích luôn. Nó sẽ thích hơn tôm, nó sẽ thích hơn sâu. Và cứ mỗi lần mà nó được ăn dế thì nó sẽ cố gắng nó ướn cái người đó ra và nó ăn thật là nhiều nhất có thể. Các bạn thật để ý đó. Nó sẽ ướn cái phần ngực của nó xuống và nó ném thức ăn xuống và nó lại tiếp tục nó đi ăn dế. Đó. Khoái nhất là món dế các bạn. Và các bạn biết rằng dế là một trong những loại thức ăn mà rất là dễ tiêu, dễ tiêu hóa. Cá nó dễ hấp thụ, thế nên là nó sẽ rất là nhanh lớn và nó sẽ rất là nhanh phát triển sai. Đó. Tuy nhiên thì dế nó sẽ khó bảo quản hơn, tại vì các bạn để trong nhà thì sẽ có kiến này, kiến nó vào nó cắn dế, rồi sau đó dế sẽ bị chết, bị thối do chúng ta không có thùng. Đó, thì có 2 cái bất tiện mà khi nuôi dế thôi. Đó. Còn đâu thì rõ ràng các bạn có thể thấy là dế là một trong những loại thức ăn sạch, rất là sạch. Nãy giờ mình cho ăn rất là nhiều rồi mà hồ nước của mình rất là trong, không hề đục như là khi cho ăn tôm. Và cũng không hề có những cái hạt bụi khi cho ăn sâu. Rõ ràng là dế là một trong những loại thức ăn mà cực kỳ tốt cho cá rồng. Mặt khác là dế nó nổi trên mặt nước thì sẽ tập cái thói quen cho cá rồng nó ngó lên trên mặt nước các bạn. Thì nó sẽ không có bị sẹ mắt,
sẽ không bị sẹo mắt, và sẽ tập cái thói quen cho tổ cá rồng nó ngước lên trên, nó đi săn dế. Thì đây là nô tì của mình. Mình đã sai nô tì của mình cho tụi cá rồng ăn. Bà cũng khoái, rất là khoái cho tụi cá ăn các bạn. Mình sai là bà phải đi cho ăn thôi. Bà cũng rất thích cho tụi cá ăn. Bà bảo là tụi cá sao nó ăn ghê thế. Nó cắn nhau chết chết luôn các bạn. Đó. Nãy giờ con bối của mình nó phải ăn tới vài chục con rồi mà nó vẫn ăn liên tục như vậy, không ngừng nghỉ, không ngừng nghỉ luôn. Các bạn thấy nó ăn nhiều tới cỡ nào. Họ. Wow, rất là đã luôn. Các bạn thấy rằng nãy giờ mình mua có 20.000 dế thôi mà còn cực kỳ nhiều, cực kỳ nhiều, rất là nhiều luôn. 20.000 các bạn có thể cho ăn trong vòng 2 ngày hoặc là 3 ngày nó ăn cũng chưa hết được các bạn, rất là nhiều. Tại vì rõ ràng các bạn thấy trong hồ này chỉ có bối với ngân là ăn nhiều thôi, còn cá két thì nó không thích dế cho lắm, lâu lâu nó ăn 1-2 con thôi. Tụi cá két thì nó thích nhất là tôm, cá hổ là nó thích nhất là tôm. Cá hổ của mình nó cũng cực kỳ ít khi ăn dế, hoặc là nó sợ phía trên mặt nước nó không dám lao lên các bạn. Thế nên là nãy giờ mình chưa thấy con cá hổ nào ăn dế của mình cả. Chưa thấy con nào ăn dế hết các bạn. Đó. Chỉ có Ngân và bố là thay nhau ăn thôi. Đó. Đây. Sau một hồi bà bốc từng con một, bà mệt quá, bà cầm cả cái vỉ bà ném xuống như này rồi các bạn. Chúng ta cứ ném vào đây đi. Tại vì dế, tủ cá rồng của mình ăn dế xong nó sẽ rất là nhanh đói. Nó sẽ một vài chục phút sau nó lại lao ra ăn tiếp các bạn. Đó, nó rất là nhanh đói. Dế là một trong những cái thức ăn mà tụi cá rồng nó rất nhanh đói. Nó ăn chỉ cần ăn no hết cỡ đi thì chỉ trong vài tiếng sau thôi nó lại tiếp tục ăn được như cái mức ban đầu của nó. Đó, các bạn thấy là khả năng hấp thụ dế của tụi cá nó mạnh tới cỡ nào. Các bạn thấy bụng của hai con cá của mình nó đã quá no đi rồi. Quá no rồi. Nhưng mà tụi nó vẫn tiếp tục cố gắng ăn được các bạn. Đó. Thấy không? Vẫn tiếp tục ăn. Tại vì dế là món khoái khẩu của tụi nó mà các bạn. Nó rất là thích luôn. Và rõ ràng nãy giờ chúng ta quan sát kỹ thì chúng ta thấy là con bối sẽ ăn nhiều hơn Ngân về cái khoản này. Nhưng mà khi mình cho ăn tôm thì con Ngân nó sẽ nhiều hơn ăn bối. Con bối của mình nó rất là kỹ, nó rất là kén thức ăn nha. Nó kén thức ăn cực kỳ. Tôm nó sẽ ăn ít lại. Và nó chỉ thích ăn những cái thức ăn sống thôi. Những gọi là thức ăn mà nhiều dinh dưỡng thì nó sẽ thích hơn là những cái thức ăn đông lạnh. Còn bối của mình á, nó rất là khôn. Đó. Còn con Ngân thì ngược lại, nó lại thích ăn những cái loại thức ăn mà đông lạnh hơn, hơn là ăn những cái loại thức ăn sống như thế này. Wow. Và một điều các bạn, nếu các bạn để ý kỹ nữa, các bạn để ý kỹ nữa là cái phần đuôi của con bối của mình nó đang có dấu hiệu đỏ hơn trước rất là nhiều. Cái đuôi con bối của mình đang có xu hướng đỏ ra và đẹp hơn. Đó. Bạn thấy không? Và mình hy vọng rằng trong những clip sắp tới và trong những ngày sắp tới, mình thúc sai con cá bối mình lên và nó sẽ phát triển theo cái ý thích của mình. Và video hôm nay của mình tới đây là kết thúc. Thì hẹn gặp lại các bạn vào những clip thúc sai cá rồng tiếp theo của mình. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như like video để cập nhật những clip mới nhất và cập nhật cái hổ bối của mình một cách sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.